còn nói chung nó sống bình thường, cũng thương vợ con, nó giặt đồ cũng đó, đồ nó giặt cũng đó. Tôi ở nhà nhà đó nè, nó giặt đồ, rửa chén, nấu cơm, nó làm. Nó nhậu luôn phải không? Con nhỏ nó nhậu luôn, hai vợ chồng ngồi nhậu luôn. Hai chồng ngồi nhậu luôn. Ừ. Mà lúc mới về nhậu nghe, bây giờ con nhỏ này hết nhậu rồi, nó ghen nhất mà hết rồi. Nó ngủ bạn lại nhậu, bạn bè lại nhậu xong cái nó miễn thằng đó nó nhìn con vợ nó là nó quýt người ta chết sống đó. Thì mà ngồi nhậu chung nè, giờ ngồi chồng tớp ngồi chung về bốn bạn thì ngồi dòm chứ nhìn chỗ này á. Ủ máu là quýt thằng đó luôn, rồi quýt con nhỏ đó luôn. Trời ơi gì kỳ vậy? Thì cái máu nó lên nó nhậu vô nó bình thường nó cũng dễ thương. Nhưng ngồi chung anh em ngồi chung thì hốt luôn. Phải chỉ gần mà mình nhìn con vợ thôi là nó quýt mày đó. Bây giờ ngồi ví dụ ngồi đó diện em phải dòm. Ừ thì nó ai biết đó. Miễn mày nhìn vợ nó là nó quýt. Nếu vậy mà muốn con nhậu cái đó nó tính đen. Đừng có nhậu, đừng nhậu với nó, đừng chơi nó. Cho nó hỏi thấy con mắt. Ừ. Thì đó ở đây tao biết sao tao nói vậy. Là mấy chị đây là gì ruột luôn hả? Không, ở đây là chồng sớm có mình nhỏ này là gì nữa nè. Còn sợ mà. Có mình gì nó thôi, có mình nhỏ này là gì nó còn nặng tay tôi nó chồng sớm. Nhậu khi nào ở gần nhà. Quậy không? Quậy nhà tôi rồi ha, cũng chửi tôi luôn. Ông ơi ông đừng nói tôi nha. Cái gì vậy? Đó là nhau không lại nhậu trong chửi gì một luôn. Rồi tao ở sớm đây rồi không không ai chị rồi hả? Ai chị không ai ơi cũng được quá. Công an còn bỏ ở đây ở sớm, công an còn cái này nghe tới là mấy luôn mình hả? Thằng này nói chung nó không nhậu thì nó cũng dễ thương đó. Gặp mình dạ dạ mình nói về Út Út dạ dạ gặp tàu chào hỏi mình lịch sự lắm nhưng mà nó nhậu vô rồi là thua nó đó. Vậy muốn nhậu rồi chắc phải đóng cửa nha. Đóng cửa không trời ơi trời tôi đóng cửa không có ông nhậu vô sợ nó luôn đó. Nhà mình đối diện là mỗi lần mà nghe cái anh đó nhậu cái là đóng cửa đóng cửa trời ơi nó nhậu nó thiệt tôi đóng cửa vô nhà tôi nằm trong nhà vậy cho chắc con ai đập cửa kệ cha ơi đóng cửa vô nhà làm cái lúc đó ai gõ cửa chắc sợ lắm hả lúc đó chị ra mà ra có thì tôi ấy tôi ra rồi không ấy tôi không ra. Không có tắt nó vậy đó, nó quấn xe ôm gì đó mày quấn ổng à. Làm chu nghệ phóng ghê luôn mày hả? Ông sao đâu? Ông sao không biết kêu ai không biết? Anh biết đâu kêu à? Ông không lẽ ông tầm mày? Không biết cái đâu. Mà không lẽ tới nó nhỏ ông sao muốn không lại nó? Buổi tối đó là nó già. Nó cùng nó mày nó quấn nữa. Thằng này nó không xa mà chính xác ở mình chồng tôi không qua can thấy nó quấn thằng thiện chết nó hỏng rồi. Bữa nó quấn sao hả? Nhỏ con mà phải là thằng thiện dắt thằng bạn của nó lại nhậu mà thằng bạn nó nhìn con vợ nó quýt. Thằng thiện như nó gì anh Nam vậy Nam nó đá thằng thiện té lăn cù lạp chiếc xe lăn thằng lẹ chồng tao đi qua đó. Cái nó biết nó sợ chồng tôi bự con nó sợ. Cái nói mày gì anh Nam không nó nhìn nó dắt lại thằng đó lại nhìn vợ tôi. Nó quýt thằng kia. Nó đỡ có ông nội thiện chảy máu mà thôi tao nghỉ nhậu mày thiện ơi nhờ anh Nam mà tao nghỉ nhậu mày. Vài bữa cũng hết là nhậu mấy thằng điền mà hết nhậu nữa. Nói chung giờ tôi nhờ mấy anh nó làm YouTube nè có giúp đỡ vợ nó cho nó cho hết bệnh khỏe đi cho nó giờ ở dưới làm ăn đi đừng có về sống cho mày nữa trời ơi. Hiện tại Nam bây giờ sống với người con nhỏ luôn. Vợ nó mới chết, vợ nó bệnh mới chết giờ mới gặp nhỏ này vợ trước á. Như là hai người chỉ cặp ở thôi chứ đâu có cưới hỏi gì hả? Cho người thương nhau sống ở đâu cắt về sống mà đứa nào cũng có con riêng chân á. Là nhỏ gái kia là con gái con riêng của nhỏ kia còn nó có thằng con nó thằng trai đúng không? Đây sống hai cho con sống vợ nó chết chưa được năm nó qua mấy tháng à mấy tháng là chị đi cặp ở hả? Mới chết có 2-3 tháng là nó quen ở với nhỏ này rồi. Rồi về sống tụi nó thôi mày gán lo làm ăn mà dạ dạ lúc vợ chết qua làm cũng dạ dạ đó nó vợ thôi mày đợi đi kiếm đứa nào á về cho lo cho con mày vợ chồng sống lo làm ăn nhậu nữa đánh còn không nhậu nó giặt đồ nấu cơm chắc nó làm cho kiểu mà đánh quen rồi quen cái thối rồi nói chung là nó nhiều quá đây mà cô không dám qua tôi can không biết trời không dám qua can qua nó tử cho nó dữ lắm rồi diễn gia đình à. Chuyện gia đình không có xía vô là không có dám động miễn thằng chồng tôi qua can bộ ông ở với vợ tôi sao mà ông không binh khác vô can nếu mà đàn bà lại can thì nói chuyện gia đình còn nếu như bằng đàn ông mấy ông bất cứ ai lại can nó bộ ông ở với vợ tôi sao mà ông binh rồi vậy nó nói gì bây giờ ai đâu dám can ai dám can ừ. Nó thiệt mà nói chung mấy xã thì cũng bỏ liều không quá bỏ liều nói chung nó không có sỉnh nó không có nhậu thì nó cũng dễ thương lắm bỏ liều nhưng mà lỡ trong này lỡ cái chuyện không may gì nó ảnh hưởng tính mạng cái kiểu nó là vậy thôi không có làm ảnh hưởng mình phải có biện pháp gì để anh phải hiểu biết để nó cũng làm không có cái trường hợp này diễn ra
Trời ơi, ngày qua kia cũng vô, nó dắt nhỏ vô mày. Gửi bà phải không? Nó hỏi tao, hỏi nhà có vợ nó đây không? Tìm mà nó cắm nó hành tao nữa tao hết. Vô một điểm mà. Cái hôm mà bị đánh cách đây mấy ngày đó là ở đây sớm mình biết mà. Không mà quấn đâu mà tao mày á. Tại bọc tao mày á. Vợ nhỏ đó dắt đâu lâu vô trong kinh á, trong nhà cậu hay ăn nó gì chấm á. Không đường kinh trai nó sẽ nó vô chấm á. Trong đó đó. Ở ngoài đây quấn bữa trước. Quýnh, mà nó quýnh con nhỏ con nó mà con vợ ngậu luôn mà bà chòm xóm đành nói nó còn chữ nữa nó không có điệu có nghĩa là đánh cha dượng đó là đánh bé gái đúng không quýnh trước vợ ngồi thấy luôn dạ. Không can không can không có bờ can đâu không ai can quýnh can vô quýnh luôn quýnh đó, đó giờ can mặt mày không ra gì luôn đó. Vậy? Tôi nói sao mấy bữa nó đi nhập viện nó vợ con đẩy bà sườn rồi con quýnh nó đẩy bà sườn rồi rồi sau hai ba bữa thấy về đã đợi thấy nghe ầm 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 chứ nữa quýnh nữa nó mới nhập viện về sao quýnh nữa kỹ trời ai mà dám quýnh ông nội ơi cái gì mà quýnh chưa lành mà quýnh tím nữa quýnh học tập quýnh hồi nào mà quay cái YouTube bên thấy mà gơi hồn quá nhìn không ra luôn thằng ơi mới hai ba bữa nay gặp nó đây sao mà bữa bả nói chuyện mà lấy hơn lên không chị trời ơi trời tội nghiệp không giờ mổ chưa con ơi vô rồi nhập viện qua rồi mấy anh em đưa vô viện qua rồi gắng cố gắng về anh giúp cho nó đi trời ơi cho nó ở dưới làm ăn đi trời gì ruột còn phải chợ không gì bà ngoại đó nó còn chửi từ bà ngoại luôn hả có vẫn có biện pháp mà không á nó sỉnh vô nó vậy còn nó tỉnh thì không có gì nó dễ thương lắm cay rượu đi ai mà cai nó được ông cái, ông trời cai đại cái nhà một nhốt ngày nó nhậu mấy lần chị có khi thấy nó không có nhậu à. Nó nhà con vợ này con nó cũng chịu làm nữa mà nói chung là không ai muốn nó cũng giúp đỡ cho nó chỉ chọc cho nó chứ hơi dắt nó đi mặn ăn cũng được nó cũng chịu làm nó làm nó giỏi lắm mà lại nó không có công ăn chuyện làm thì nó sanh ra nhậu nhẹt rồi nó này nọ nói chung là nó kiếm đường nó sống đó nó làm này nọ nó sống đó biển không có tiền nó sống giờ có tiền cái ăn nhậu làm chứ nó làm nó cũng giỏi mua nhậu thôi dư giả gì đó dư gì đâu nó mặn có mặn gì đâu dư có không không mặn rồi nhóc nhỏ là ai nuôi nó nuôi đó thì ai sớm chợ mai cho gì ăn lấy nhỏ đó ai cho gì ăn lấy sáng thì có khi tôi chở đi cho ăn mà chị thấy cái hình bị quýnh chị thấy sao giật mình rồi trời tôi té nữa tôi nói thằng mới gặp nó ngày qua mấy dài nè con gái tôi khóc luôn á tao coi nãy giờ tao khóc cũng chót luôn á con mới ra đây tao ngồi đó con gì như cháu không hay là cháu là em. Tại tôi nãy giờ câu khóc cũng chết luôn tội nghiệp á người ta muốn mướn nói không ra hư luôn người ta muốn mướn đi làm mà thấy vậy sao tao dám mướn không ai không dám đâu nó không có dám nói ra chứ thật sự mà nhỏ nó nói ra nữa là thằng này chết như là mình giấu quá tại vì nó nói giờ lại coi nó nói giờ cho nó khỏe đi nó miễn sao nó sống nữa nó ở gì cho nuôi con nó này nọ đó nãy tôi coi tôi thấy mà chỉ sinh bình yên thôi chỉ sinh bình yên thôi chứ cả. Không có làm gì mà nó hâm nổ này cái gì thành ra bỏ đi cũng không được mà ở cũng không xong thành tại nó là ngu ta đi về má ta ở đi về cậu đó ông nội chạy xuống cái nước đó bữa đó qua bận tôi 200 ngàn út cho con mượn 200 đi con quay xuống nước vợ con tại thương này quá cái gì quay đầu nữa cũng từng bỏ về rồi đi về rồi về dưới hai chập rồi thương quá vợ nó nói đợi má đi đi bán đi rồi mới trốn mới đi được chắc sợ thiếu tài gì đó thiếu tài nhậu á mình bỏ không được không lúc trước mà nhậu nghe bây giờ nhỏ này không có uống nữa lúc mới hai đứa gì nhỏ này nhậu nhỏ này làm tao nói vợ nhỏ này chị thì mày được rồi cũng mừng đâu mà bà ông nội này lấy cái tạch gì không biết mà rôi ra bắt đầu uống thẳng tới luôn mới vậy nhỏ này làm cũng dữ dằn nghe đủ má không á nhỏ này nghe chữ thằng này đủ má thằng này cự hè không dám nói mà sao mấy tháng sau nó rồi dưới cơn nó là chết nữa cũng như đó, bỏ đầu vợ gì không lấy cũng vợ vợ bỏ đi nó được là nó mặn ăn nó chịu thằng này nó mặn dỗi lắm lại chồng sớm cũng khỏe khỏe nó đi làm hồ ai cũng chịu nó cho nó làm dỗi nó siêng năng lắm tàn trọng tôi dắt nó đi rồi nó dỗi nhưng mà có một cái nó nhậu vô nó cũng được nó khác ha kinh nó có cái máu kẹt động thần kinh thành ra nó hơi ấy vậy chứ nó làm nó chịu làm chắc giờ ghiền rồi chắc bỏ cũng khó lắm mà
khó bỏ bỏ rượu khó rồi đó. Ừ. Nó buồn nó còn nhậu. Nó không nhậu đây chứ vô kinh cái còn nhậu nữa. Nó đi tào lư nhậu cho nó bạn nhiều lắm ông nhậu ơi. Vô kinh cái nhậu dữ luôn. Trời ơi nó bị ai quýnh chảy máu đầu đó. Cái đầu nó hẹo không đó nó mới cạo cái đầu nó đó. Ờ thấy thấy cái đầu anh hẹo. Hẹo bên này ai quýnh ổng đó. Mày chắc quýnh sao người ta mới quýnh chứ. Tự dưng ai quýnh. Nó nói chồng không phòng gì đó. Không đánh phòng, không phòng có đánh lại. Ừ. Đúng rồi. Đâm mấy mấy nhát. Đâm mấy đâm đó. Đâm mấy nhát biết ai đâm mà quýnh không. Vụ đâm lâu chưa? Mấy tháng này à, chỗ 3 tháng này vậy. Nói chung là cũng vòng vòng trong mấy tháng này cái gì nó. Thì quen biết không à. Đâu có ai đâu lạ. Ai mới ngang nhà sao vợ nó quýnh thằng đó. Tôi nói trời ơi ai mà biết ông ngồi nhà nó ở chung đâu có biết. Mà có ông đang quýnh cũng không ai với ông cơ. Lỡ nó có dao cũng bọng rồi. Ông chém nó đâm nhà chịu đây. Ông dám thú luôn á. Nếu nước nó điện công an ngoan là thôi. Này gì nó còn chưa chắc thì dám nữa tôi ở trong đó. Bây giờ gặp quýnh này bây giờ điện cho mẹ gặp gì gì ruột đây còn một cái chắc tay lại không hỏi gì biết gì không tao lại thôi tao không biết tao lại tao cái gì kỳ vậy gì ruột mà còn chắc tay lại có ông nhậu nó dễ thương lắm nó cũng được mà có cái nó nhậu vô rồi nó hơi máu nó lên nói chung mấy là giúp được nhỏ nhỏ nó khỏe thế, đi anh cháu đi lên ngang giờ không biết đi đâu nóc cửa sáng giờ chạy thì sáng sớm tôi mở cửa ra thằng ông nội nào nhậu với nó rồi trời ơi sáng còn vẫn còn nhậu được luôn vẫn sáng sớm là tôi gặp chắc rồi. Chắc lúc đó chưa biết chưa bảy tám chín mười giờ là tôi mới gặp mới nãy là 12 giờ thôi giờ nãy thằng Tâm gọi bé lên thì đi hai chiếc lịch chứ mà công an bắt cũng mời với chút thả hả ông ơi thầy đâu nhốt đâu có nhốt giờ kẹt cái gì vậy kẹt nhà tôi đó tôi chơi với bảo mới nãy gặp Tâm Gòm quay nhà nó phạt nó cũng có tiền đâu đi phạt thì quay ảnh luôn mà à, quay ảnh kẹt đó tôi nói ngày mai mốt rồi lên là kẹt lên tivi nha bảo nữa để thấy nổi tiếng luôn rồi bên chỗ biết ở đâu không trời ơi tôi coi tôi gặp con Liến đang á con Hiếu nó khóc nó quay thằng nhà Hiếu hà biết hả mấy bữa trước là ảnh cũng gửi con đâu đáng nha nếu nói vậy là ảnh đâu phải đánh ở đây nếu đánh đây chị biết rồi đánh ở đây nữa đánh ở đây mấy lần mới cái sự việc gần đây đánh mà mày khóc là mày chết kỳ vậy không đánh cấm khóc luôn hả trời ơi không lẽ đứa nhỏ đau quá không lẽ không khóc cầm được ờ nít mà không lẽ nín đó nín đó trời ơi mày về mày hỏi con nhỏ nó coi đây tôi nghe nè quýt ầm ầm với mà hơi hơi thôi khóc mạnh mình chết quá trời đó hơn cơn quá rồi không cho quýnh đau mà cho nhưng mà nó không có nhậu thì nó dễ thương lắm nó gặp mình vui vẻ chào hỏi ở trong nhà đâu cái điều này phải cho đi cải tạo trong đó mà vài tháng cho nó cay rượu chứ đó, mấy ông à, bây giờ cho nó bỏ rượu là nó sẽ hiền thôi à nó ừ. Ăn thua bây giờ con nhà con nhỏ vợ nó đồng quý lên cho nó đi ở tù đi. Đó. Đi thời gian đi. Đúng rồi, bây giờ bà mình giờ dòng họ bà con á. Bây giờ mình dòng họ bà con nè. Bây giờ mình hàng xóm nè. Bây giờ mình hàng xóm mình đồng loạt cái mình ý kiến gì đó cho nó đi cải tạo này kia đi. Đó. Chữ cái gì mà chữ? Nó đi nó khỏe rồi cuộc ổn. Ông mới sáng tạo ra đem khổ của lão mình ảnh đâu. Nó hả? Chẳng hạn như mình gì gì cũng máu mủ cũng khẩu lây nếu mà ảnh hưởng đến mạng con người lỡ có chuyện gì nó đến đến nỗi vậy rồi bây giờ nói với gia đình của con Hiếu chứ đúng chứ mình nói chung là con cháu hai ông thương nhưng mình cũng ba nổi quá trời quá đất rồi tôi nhiều chuyện lắm hả nó là thua gia đình thôi quá trời quá đất rồi phải tìm biện pháp. Nói chung mình ở địa phương này mình cũng có ý kiến tiếng nói lên tại vì mình đã sống ở đây mình thấy việc thật mình nói vậy đó. Đó bây giờ cho nó đi cay rượu. Bây giờ là phải cho nó đi cay rượu mới được chứ không có đường nào nữa trơn á. Chứ bình thường nếu tại vì bình thường á không có rượu thì nó hiền đúng không? Nó làm ăn được, nó đi làm được. Nó biết làm. Chỉ là nó có rượu nó mới là cái thần kinh của nó sai lệch thôi. Đó. Chứ nó làm nó chịu làm nó làm giỏi lắm. Rồi làm sao mà nó nhìn thấy rượu là nó tẩn tới già nó không có dám gớ luôn đó là cái đó là mới được đó. Thôi thằng này không có ai mà nấu nó được trơn á tại dòng họ nó bỏ hết trơn có ai nói cái nó ở đâu quá nó bỏ rồi giờ này đi chưa về nhà nữa rồi đi đâu nó đi nhậu nữa đó quê nhậu nữa đó hả nhậu nữa đó quê mà thả ra là chút đi nhậu rồi nó đi nhậu mà nó đâu làm gì đâu ừ.
tiền cho mấy ông kém hả? Có không? Mấy ông bữa xuống. Ừ.